tại hội thảo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về chính sách công tác bảo vệ chăm sóc mảng sức khỏe nhân dân năm 2023 do Bộ Y tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Thị Hồng, phó viện trưởng Viện dịch tễ Trung ương cho biết, ngày 15 tháng 8 năm 2022 Chính phủ đã ban hành nghị quyết 104 nqcp về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn năm 2021-2030. Theo dự kiến, ngành y tế triển khai vaccine phế cầu trong năm 2025, vaccine HPV trong năm 2026 và vaccine cúm mùa trong năm 2030. Đặc biệt, ngành y tế đang triển khai sử dụng vaccine Rota, vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota tại 33 tỉnh, thành phố trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Dự kiến, chương trình này sẽ được triển khai từ quý 2 năm 2024. Bà Dương Thị Hồng cũng cho hay, giữa tháng 12 năm 2023, chương trình tiêm chủng mở rộng đã tiếp nhận gần 500.000 liều vaccine 5 trong 1 để triển khai trong tiêm chủng vào các tháng đầu năm năm 2024. Đối tượng ưu tiên tiêm sẽ được sắp xếp theo đúng nguyên tắc về miễn dịch học, dịch tễ học. Theo đó, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nên đối tượng này sẽ được ưu tiên tiêm. Các trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên sẽ được tiêm vaccine sớm. Đồng thời, các trẻ từ 12 tháng tuổi ở những vùng khó khăn, chưa có cơ hội tiêm hoặc bị trì hoãn cũng sẽ được ưu tiên tiêm chủng trong thời gian tới đây. Sau khi tiêm hết các đối tượng ưu tiên, sẽ tiến hành tiêm trả mũi 2, 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vaccine. Để đảm bảo cho tất cả các trẻ sinh ra trong năm 2023 có thể được phòng 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bà Hồng khẳng định khi có nguồn vaccine, vaccine sẽ được cung ứng cho 63 tỉnh thành trên cả nước để tiến hành tiêm bù, tiêm trả các mũi vaccine cho trẻ. Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2024 là đạt tỷ lệ bao phủ vaccine trên 90% cho tất cả các bé là đối tượng của chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 và nỗ lực đạt 95% đối với một số kháng nguyên như sởi, rubella, viêm não Nhật Bản và năm trong một. Trước đó, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kế hoạch triển khai giả soát tiền sử tiêm chủng cho các trẻ đi học tại các trường mầm non, tiểu học để tiến hành tiêm chủng bù cho trẻ cùng nhau đề ra mục tiêu 100% trẻ đều được giả soát tiền sử tiêm chủng khi vào học. Ít nhất, 90% trẻ được xác định chưa tiêm chủng được tiêm các mũi vaccine sởi, rubella, bại liệt. Trong năm 2023, chương trình giả soát tiền sử tiêm chủng này đã được triển khai thành công tại 12 tỉnh. Tại khu vực miền Nam, đã triển khai ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Kiên Giang và Cần Thơ và mang lại kết quả rất thành công. Dự kiến năm 2024 sẽ có 30% tỉnh trên toàn quốc thực hiện chương trình giả soát này. Tới năm 2025, chương trình giả soát tiền sử tiêm chủng sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Thị Hồng khuyến cáo, Tình hình hiện tại rất quan ngại vì sởi là loại virus có đối tượng đích là con người và theo chu kỳ của Việt Nam, 4 đến 5 năm sẽ bùng phát một lần. Năm 2023 nguy cơ rất cao vì các năm trước bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tỷ lệ tiêm giảm. Song tới nay chưa ghi nhận tình trạng gia tăng ca mắc sởi tuy nhiên người dân tuyệt đối không được chủ quan và phải tiếp tục duy trì tiêm chủng đầy đủ